đéo đâu đi. Thế tôi đốc làm sao ơi? Xong hết rồi đúng không? Xong hết rồi. Rồi đằng xa tôi bắn chết đằng xa. Cứu với tao. Đây đây, kịp đây. Đâu. Ngã kịp bo này băng đít được, có băng đít không? Có. Rồi. Rồi ok rồi. Đi ông nhặt đồ đi, ông nhặt đồ đi. Sợ ông có gì. Là có cái cao cho tôi nha. Ui nó bắn nát mẹ cả rát tao này. Tích 4 rồi. Cho tao lon nước xem này. Cho tao lon nước. Bo kìa để ý là bo. Ông ấy tao báo tôi chứ. Chẳng có gì đâu. Đó thiếu gì không? Có ra không? Có ra nước. Ra cũng để ý. Nước tao nhiều, nước tao 6 chai này có gì tao nhập. Đây nước còn này. Bò hơi xa đấy. Chạy về là cho gần. Chạy qua ừ. Chạy đến chỗ này chạy qua sông. Ok. Tí nữa anh em đưa thông tin luôn chứ. Búc luôn. Chứ anh em đi quay content cho nó vui. Xem đi dầu ấy. Dầu cái gì má? M24 đây, đâu mà xanh. Mẹ vừa giết một đứa cứu đổ ấy má. Không có là nát rồi. Em cũng thích đi mà đéo có tiền thì đi ngay. Em đi làm mới cố gắng cái cái đấy. Ôi. Độ bán, độ test. Cái đấy là câu nói của bao nhiêu người, ai cũng muốn đi mà không có tiền. Bọn anh cũng phải đi làm, cũng phải bọn anh đi làm thì bọn anh ấy thôi. Anh phải cố gắng. Quá giàu đâu. Mẹ ta chạy đúng rồi, tốc độ bò luôn, nhìn thấy cái vạch bò mày nó lắp gì là mày cay thế. Ở đây thì chắc chỉ có anh Độ là sống sinh thoải mái. Nghe đồn ra camera mua mẹ 30 triệu. Ừ, sống sinh. Đâu, tao vừa mua cái túi camera 30.000 bạc. Rồi, tắt cam xíu. First blood. Đi với anh em mình kìa. Đánh anh em mình kìa. Láo vậy. Minions have spawned. The warrior spirit is never broken. Đây, quẩy lên đây. Thằng này dám đánh anh em tao. Ha
slain. An enemy has been slain. Vậy chạy cho nhanh cái. Đó, có tốc độ đánh rồi, giờ đi thông. Thông chúng nó. Dám đánh em tao. Thấy ai chưa? Đồ cái xin chào hả? Dạ, chưa lên đồ nó mạnh quá, từ từ. Tam hợp cuồng đao cái đã. Nào anh hiếp em tao đâu. An enemy has been slain. The warrior spirit is never broken. Rồi, buồn đau. Chín nó mạnh quá. Chống tí sẽ phải đổi giày ninja quá, cái giày này có vẻ không ổn.
ai giết nổi thằng Chiname đây. Demacia does not retreat. Vậy lên tăng. Chắc lên tăng luôn, có khỏi lên kiếm súng quá. Lên tăng sớm đi. Giáp lịch sĩ đâu rồi? Giáp lịch sĩ, giáp gai. Chống được với nó. Ăn cái rồng lửa kìa. Sao? Lên thêm món tăng nữa thì nghỉ đánh nha. Lên thêm một thang món tăng nghỉ chơi.
Mình chỉ cần trụ được 5 giây với nó là xong. Ây da, đam phép của nó nhiều quá. Đam phép nó nhiều quá. Mày End game đây, chị nó mạnh quá. End game. À, bây giờ mình bắn PUBG nha. Anh em đợi xíu nha, chuẩn bị bắn PUBG. Để mình chỉnh stream lại, mình bắn PUBG. Bật lại stream mới luôn.